Tiếp tục chương trình khảo sát tình hình kết quả triển khai một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Thông tin với đoàn khảo sát, Ban Văn hóa Xã hội Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ sở giáo dục đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết số 09 ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau, chủ động tích cực trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về các khoản thu đầu năm học 2022-2023. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn có những mặt hạn chế khó khăn. Liên quan đến thực hiện nghị quyết số 09, việc cố định mức thu gây khó khăn khi giá cả thị trường biến động liên tục, chưa có nội dung chi phục vụ sinh hoạt bán trú, mua sắm đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện cùng lúc Nghị định 60 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nên gặp khó khăn trong việc quản lý thu chi trong quá trình tổ chức bán trú. Trong đó, về vấn đề mức thu tiền ăn bán trú có thật sự phù hợp với tình hình giá cả thị trường hiện nay hay không, có nhiều ý kiến khác nhau được nêu ra tại buổi khảo sát. Về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện còn thiếu giáo viên môn thể dục, giáo dục quốc phòng an ninh, âm nhạc, mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông. Với cấp tiểu học thiếu 420 giáo viên môn tiếng Anh, tin học. Toàn tỉnh hiện thiếu 1.000 phòng học bộ môn, thư viện và nhiều trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Phương Đông cho biết nhiều ý kiến nêu ra tại buổi giám sát sát với tình hình thực tế, đoàn sẽ ghi nhận tiếp tục nghiên cứu để có những đề xuất phù hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí cũng chia sẻ mong muốn ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục, đảm bảo đúng các quy định, không nên vì ngán ngại trách nhiệm mà thiếu quan tâm phát huy nguồn lực này để góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục, chú trọng đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn bán trú, có tính toán phù hợp đáp ứng kịp thời trang thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới tại các trường.